Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ Black Cat chứa các linh kiện trên điện thoại Samsung Galaxy Z5 216 với tên mã là Z510 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang đơn vị cung cấp tất cả các linh kiện trên điện thoại Samsung Galaxy Z510 nói chung. Các linh kiện trên điện thoại Samsung Galaxy Z510 đều có sẵn tại di động cao cấp.vn. Quý vị các bạn khi cần vui lòng liên hệ 024-66-750-99. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Quý hàng đặt hàng online tại website di động cao cấp.vn, chúng tôi chuyển linh kiện mà quý vị các bạn cần đến tận địa chỉ các hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền trên bưu điện, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa không điều kiện đến với di động cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể gọi điện, chúng tôi chuyển đến tận nơi tư vấn quý vị các bạn. Di động cao cấp.vn nó có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cách thay các linh kiện trên Samsung Galaxy Z5 216. Ở video này, di động cao cấp.vn không nói về cách thay mà đơn giản giải đáp các thắc mắc của các cái khách hàng liên quan đến dịch vụ, đến linh kiện trên Z510 đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Chúng tôi có mọi linh kiện, các bạn lưu ý, chúng tôi có mọi linh kiện trên Z510 phụ quá trình thay mới, sửa chữa cho quý vị các bạn khi cần. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 024-66-750-99. Chúng tôi ship các cái linh kiện, tư vấn các linh kiện trên Z510 mà quý hàng đang cần tới, nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc thêm, xin vui lòng truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.